bạch béo nó mạnh thế. Thế là 100.000 kim cương có được 50 đô à? Ít gì? Đeo ăn thua đâu. Nó phải tặng cho em nhiều cơ, tặng cho em nhiều lắm. Mấy triệu kim cương nó ăn hình như nó ăn 20% mà. Ăn nhiều lắm. Ăn 20% đấy. Nên là... À mà cái kim cương cái nạp rẻ mà, không mọi em nạp có mười mấy nghìn sao được ba mấy kim cương. Rẻ mà. Tặng chục triệu kim cương mới được có 500 đô mới đủ sống. Khó lắm. Còn phải cây xịn hơn. 500 đô là mười mấy triệu cả. 500 đô là được mười mấy triệu. 500 đô đúng chục triệu thôi. Hơn chục triệu đấy. Chục triệu em trừ đi 20% nhân 20%. Thì em đang tính cái trừ rồi đấy. Thì được khoảng tầm 10 triệu kim cương ấy. Khó lắm rồi. Thì cây thì trừ khi nó yêu quý mình cũng đông như cũng ấy cơ, cũng bằng nổi tiếng cơ. Bọn nổi tiếng nó khó lắm. Bọn nổi tiếng anh, kéo anh, được anh thấy bọn nó độc gì phải mà cầm dép vào mồm các kiểu đấy. Xong mới được có mấy hoa hồng. Lần tạ cũng chỉ được mấy buổi thôi. Hoa hồng nó ăn thua phải tặng nhiều. Tặng nhiều hoa hồng mới được tính được có một ít ra phải tặng một cái mũ 99 đồng. Cái mũ ấy. Đấy, tôi nhân tặng anh ấy. Được chắc là không tới 1 đô rồi đấy. Thế đấy. Thắng không tới 1 đô. À đúng rồi. Thế anh vẫn chưa biết, anh chưa hỏi mấy bọn TikTok là như này. Thế trước kia anh làm cái căn cước cũ thì giờ anh làm căn cước mới thì liệu có được không? Chắc được cái nhỉ? Được. Nó cũng